anh Bí thư đoàn trường cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo trong hội đồng giáo dục, toàn thể các em học sinh của trường Trung học phổ thông Nga Nghĩa Hưng. Hòa chung không khí của một tuyển sinh đại học cao đẳng trong cả nước, hội đồng hương sinh viên Nam Định Hà Nội mang trong mình dòng nhiệt huyết trẻ khao khát được đóng góp sức mình cho quê hương đất nước. Hội đồng hương sinh viên Nam Định Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2014 cho các em học sinh lớp 12 tại tỉnh nhà nhằm mục đích: một, chia sẻ kinh nghiệm thi cử, giải đáp thắc mắc về các khối thi, điểm thi